Thường Tín gặp vấn đề sức khỏe trong đêm nhạc quyên góp ủng hộ đồng nghiệp. Dù gặp một vài sự cố nhỏ, tuy nhiên nghệ sĩ Thường Tín vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục của mình một cách trọn vẹn nhất. Đêm nhạc tình nghệ sĩ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đêm nhạc do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức theo mong ước có một đêm nhạc cuối đời của nghệ sĩ Thường Tín. Với đêm nhạc này, Thường Tín muốn gây quỹ hỗ trợ những người đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang. Ngoài Thường Tín là nhân vật chính, đêm nhạc tình nghệ sĩ còn có sự góp mặt của các ca sĩ như Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thành Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông, Phương Ngọc Châu. Dự kiến trong đêm nhạc, diễn viên Thường Tín sẽ hát 3 bài Hoa Trinh Nữ, sáng tác Trần Thiện Thanh, Tình Cây và Đất, Tô Thành Tùng và Dã Từ, Tô Thành Tùng. Tuy nhiên trong đêm nhạc, Thường Tín chỉ hát được ca khúc Hoa Trinh Nữ rồi phải dừng lại do sức khỏe không cho phép. Trước đó, Thường Tín dành nhiều thời gian tập luyện và giữ sức khỏe để có thể hát phục vụ khán giả. Nhưng sự cố ngoài ý muốn khiến Thường Tín lỗi hẹn với khán giả. Chia sẻ với phóng viên VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu, trưởng ban tổ chức đêm nhạc cho biết lý do Thường Tín bị mệt là vì tự chạy xe máy tới buổi diễn. Hôm qua Thường Tín mệt do tự đi xe máy buổi trưa từ quận Bình Chánh đến quận 1 để diễn. Do tôi phải đi sớm để lên làm công tác chuẩn bị nên Thường Tín không chịu đi chung và nói muốn tự đi. Đây cũng là lý do Thường Tín bị mệt trong người nên không thể hát được 2 bài sau, nam nhạc sĩ tiết lộ. Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết thêm toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được trao cho nghệ sĩ Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang. Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức đã thu được hơn 20 triệu đồng và chia đều cho 3 nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hồng Sáp và Mạc Can đã được nhận tiền trực tiếp tại sân khấu, còn Vũ Quang do không thể đến được nên chúng tôi sẽ đến thăm trao trong vài ngày tới. Nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm, sau thời gian bệnh tật, sức khỏe của nghệ sĩ Thường Tín đã khá hơn. Ông vừa làm đạo diễn cho một MV ca nhạc và một bộ phim sitcom. Tuy nhiên, Thường Tín không được trả cắt xê cho dự án lần này. Nguyên nhân là vì ông xem đây là một dự án của mình, chỉ muốn được thỏa sức đam mê với nghệ thuật. Mọi chi phí và tiền đầu tư cho dự án đều được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ để thực hiện. Thời gian qua, Thường Tín cũng ấp ủ sẽ có một đêm nhạc riêng. Ông muốn tổ chức đêm nhạc này để tri ân những khán giả đã theo dõi, thương yêu mình. Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thường Tín chia sẻ, qua đợt dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên, mình thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình, nên bản thân mình giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm.